anh chị và các bạn thân mến, hiện tại thì ở số phát sóng lần thứ ba này thì bên Mỹ và anh Quốc Thủ tôi được chia sẻ đến với anh chị khách hàng, gọi là những anh chị khách hàng đầu tư kỳ cựu của thị trường bất động sản, hoặc là những anh chị đầu tư kỳ cựu của thị trường bất động sản Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng tham khảo một cái dòng bất động sản khá là cao cấp, đó là dòng sản phẩm thị trường đơn lập và thị trường song lập. Thì nhắc đến thị trường Việt Nam Sài Gòn thì có lẽ là đối với dòng sản phẩm nhà thấp tầng và phân khúc cao cấp nhất thì chúng ta có thể kể đến như là dòng biệt thự Phú Gia của Phú Quý Hưng nè, hoặc là biệt thự Châu Tô của Phú Quý Hưng, hoặc là nếu như mà khu Nam Sài Gòn là những nhà này thì chúng ta nhắc đến là La Villa de Rio của chủ đầu tư Chí Á, hoặc là một số khu biệt thự Thiên Long và Ngang Long của chủ đầu tư Phú Long. Nhưng mà đặc biệt tại thị trường khu Nam Sài Gòn vào giai đoạn 2020-2022 này thì có lẽ là một cái tên rất là đáng nhắc thị trường hiện nay, đó là dòng biệt thự đơn lập và song lập của chủ đầu tư ZF Metro City. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về sản phẩm này qua kênh của anh Quốc Thủ, một trong những người anh đã từng gắn bó dễ này từ những giai đoạn đầu tiên, sẽ cùng chia sẻ thông tin về những dòng sản phẩm rất là hiếm hoi và dòng mới tại thị trường Việt Nam tại khu đô thị ZF Metro City. Xin mời anh Thủ ạ. Cảm ơn Vy Nguyễn rất là nhiều. Nói về một cái dạng mà mình ưa thích thì nó cảm giác nó rất là lân lân có tả và cảm giác nó rất là happy á. Thì nói đến cái dạng GS Metro City, cái tên cũ và cái tên mới gọi là tên là Zyget nhà bè của tập đoàn GS của Hàn Quốc. Thì tôi sự nói sơ qua về cái tổng quan ở đây, thì tổng quan ở đây là tầm khoảng là 350 hectare. Và ở đây thì rất là nhiều căn hộ nè, rồi tòa nhà văn phòng, trường học quốc tế và tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ở đây á, đối với cái tổng quy mô lớn như vậy nhưng mà chỉ có khoảng 777 căn là gọi là thấp tầng thôi, còn lại là những cái căn gọi là cao tầng ở bên Nguyễn. Nên khi mà quý khách hàng mà sở hữu những cái căn biệt thự đơn lập và song lập ở tại dự án này á, thì gọi là những người gọi là thứ nhất gọi là có chịu duyên, cái thứ nhì là khẳng định một cái đẳng cấp, và cái thứ ba là một cái sự lựa chọn tinh tế đó Bê Nguyễn. Thì nếu như mà khách hàng mà ở từng giai đoạn 2020, em nghĩ là mua cái dòng sản phẩm nhà phố này đã khó rồi, mua sản phẩm shop house khó hơn, và đặc biệt là mua cái dòng sản phẩm đơn lập và song lập này là càng khó rất rất nhiều. Đúng rồi. Không biết là chị nên chia sẻ về cái giá gốc của những sản phẩm giai đoạn 2020 và hiện tại giá thị trường hay đơn vị bao nhiêu ạ? Phước Sửu điểm qua một vài cái giá gốc của cái, những cái căn gọi là biệt thự song lập trước ha. Với dòng song lập thì bên chủ đầu tư này sẽ có dòng song lập là 9.5 x 17, gọi là song lập nhỏ, thì cái giá mức giá gốc lúc ban đầu khởi điểm là khoảng 12 đến 13 tỷ một căn. Với cái dòng này thì được thiết kế một trệt hai lầu và hai mặt tiền trước sau, thì hiện nay với những căn như vậy đó thì cái mức giá gần như là tăng gấp đôi so với là cái mức giá bình thường. Thì bây giờ cái mức giá nó dao động tầm khoảng từ 24 đến 28 tỷ một căn. Rồi còn cái dạng biệt thự song lập mà 10 x 20, gọi là song lập lớn hơn, thì cái mức giá nó dao động tầm khoảng từ 15 đến 16 tỷ một căn từ lúc mở bán năm 2020. Thì bây giờ mức giá là bây giờ không thấp hơn 30 tỷ. Nhờ những căn thì có thể có những vị trí đẹp hơn căn gốc thì có thể tăng lên là đến là 32-33 tỷ, gần như là tăng hơn gấp đôi so với là cái giá gốc ở Bình Nguyễn. Và một cái dòng gọi là biệt thự đơn lập là 12.5 x 20, đều là thiết kế ở đây là biệt thự là hai mặt tiền trước sau, xây dựng một trệt hai lầu áp mái, thì 12.5 x 20, thì giá gốc là tầm khoảng từ 17 đến 18 tỷ, và cái mức bây giờ là rơi vào là tầm khoảng 35 đến 40 tỷ một căn đối với cái căn 12.5 x 20. Và những cái căn gọi là 300 m2 ở đây thì gọi là biệt thự đơn lập, thì 300 m2 ở đây á là giá gốc lúc đầu á là dao động là tầm khoảng là từ là 22 đến 26 tỷ một căn giá gốc, và bây giờ là mức giá là những cái căn đơn lập như vậy là khoảng từ 52 đến 55 tỷ một căn. Chắc là sẽ hỏi anh Thủ một cái câu khá là khó đi, ví dụ như là cái thị trường mà nhà thấp tầng trong giai đoạn khoảng từ 35 đến 50 tỷ, thật sự thì bên Mỹ cũng có giao dịch rồi, nhưng mà cho em hỏi là ví dụ như trong cái giai đoạn này là thì để mà người ta khách hàng gọi là cân nhắc cái dự án này so với một số cái dự án trong khu đô thị Phú Quý Hưng, một số dự án tại khu Nam Sài Gòn này, thì là theo anh Thủ thì đâu là lý do mà chúng ta nên cân nhắc sở hữu cái sản phẩm
nhà thấp tầng giá trị lớn như thế này mà không phải là một cái sản phẩm thép. Đúng rồi đó Văn Nguyễn. À, ở đây so với Phú Mỹ Hưng thì chắc ăn là mọi người cứ nghĩ đến Phú Mỹ Hưng là số 1 rồi. Nhưng mà đối với dự án này có những cái tiện ích gọi là bậc nhất mà có thể là Phú Mỹ Hưng chưa có. Bởi vì những cái gì phát triển sau thì sẽ phát triển rất là tốt. Và điều đặc biệt là GS sẽ mang công nghệ là 4.0 vào trong tất cả những căn nhà, vào những cái hệ thống công viên. Và ở đây là có những cái căn dinh thự, có khoảng 14 căn dinh thự sát bờ sông. Là những người sở hữu những cái căn dinh thự này là rất là có duyên lắm luôn với Bình Nguyễn. Thì 14 căn dinh thự này á, ngoài gọi là 300 mét gọi là diện tích xây dựng thì có khoảng 300 mét gọi là sân vườn nữa, là đối diện bờ sông luôn. Và những cái căn biệt thự mà khi nãy giờ Phú Sửu đang gọi là phân tích á, thì nó cũng giống như là biệt thự bên Phú Gia. Là nó hiện tại những căn biệt thự này á, là ra vào tất cả mọi thứ đều có 3 lớp cổng bảo vệ. Và điều đặc biệt ở đây là khi mà ra vào thì check in bằng võng mạc, nên là cực kỳ an ninh. Và quý cư dân mà khi khi sở hữu cái căn biệt thự này á, là có điều đặc biệt là họ có một cái club hall riêng dành cho quý cư dân luôn. Và quý trong club hall này có hồ bơi nè, rất là rộng nè, sân tennis, phòng tập gym. Và có một điều đặc biệt là có một cái khoang hầm rượu chứa rượu dưới đất nữa. Rất là đặc biệt. Và trong những cái khu dân cư này á, là chủ đầu tư bố trí rất là nhiều cái công viên. Công viên là có công viên 4 mùa, xuân hạ thu đông, mỗi mùa hoa sẽ một sắc hoa. Và một cái điều đặc biệt nữa là ở đây đó là có một cái bến cano, gọi là bến du thuyền nhỏ đi. Nói du thuyền thì nó hơi lớn, nhưng mà một bến cano, một cái bến cano rất là đẹp sát bờ sông. Và chủ đầu tư rất là đẹp, dọc theo cái công viên bờ sông có một cái bến và có thể là di chuyển đi du lịch đến những cái hệ thống sông ngoài. Về nói đến GS á, thì nói đến một cái hệ thống gọi là gần như là 38 cái con rạch và con sông chằng chịt bên trong một cái dự án, nên là rất là mát mẻ và có thể quý cư dân có thể di chuyển bằng đường thủy đi du lịch đến khắp những nơi khác luôn. Vì vậy cảm ơn không hiểu là cho chú chủ thì thật sự các anh chị, một cái sản phẩm đô thị phát triển giai đoạn mới nó sẽ có những cái ưu điểm và những cái cập nhật rất là mới để mà nó tương thích với cái đời sống của cư dân thì sống ở đây. Rõ ràng là trong những khu đô thị Phú Sơn thì họ có là một khu đô thị hình thành lâu đời, có đời sống cư dân ổn định. Tuy nhiên thì khu đô thị thép Metro City này thì là một khu đô thị hiện đại và rất là phù hợp với những anh chị khách hàng chúng ta có nhu cầu sống trong một cái không gian gọi là bị gầm, như là ứng dụng được những cái công nghệ trong cái đời sống của mình, là một cái tiện ích đặc biệt mới nhất trên thị trường dành cho cư dân. Thì thật sự đây là một trong những cái sản phẩm rất là khan hiếm và cũng không có nhiều khách hàng được tiếp cận, cho nên là một cái tài sản tích trữ, một cái tài sản gọi là truyền đời. Thật sự tại khu đô thị này là một trong những cái tài sản rất là đáng quan tâm. Hy vọng là những thông tin chia sẻ vừa rồi trong chúng tôi sẽ là một trong những cái lựa chọn để những anh chị khách hàng chúng ta có thêm một cái sự tham khảo đối với cái dòng sản phẩm biệt thự đơn lập và song lập tại khu Nam Sài Gòn. Một lần nữa cảm ơn anh Phương Sửu rất là nhiều. Cảm ơn Mê Nguyễn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.